chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Sẽ khôi phục các đường bay nội địa trong tháng 11. Điện Biên bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế rừng. Loài ốc thuốc ở Kinh Môn, Hải Dương có nguy cơ biến mất. Tranh chấp việc sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Quốc tế CT Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, quan tâm chăm sóc hỗ trợ các nạn nhân và bằng mọi biện pháp phải xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ và bão số 9 là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi làm việc với lãnh đạo các địa phương Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, thành phố Đà Nẵng. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bằng mọi biện pháp phải xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ và bão số 9 bởi hiện vẫn còn nhiều người mất tích chưa được tìm thấy. Nguy cơ dịch bệnh, vấn đề môi trường vẫn đang đặt ra. Trước đó, Thủ tướng đã đến thăm hỏi và tặng quà một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên bà con yên tâm chữa trị và đề nghị bệnh viện miễn toàn bộ viện phí. Đề nghị quân khu 5 và các ban ngành địa phương quan tâm chăm sóc và hỗ trợ các nạn nhân, có chính sách hỗ trợ các cháu nhỏ trong sinh hoạt trưởng thành lâu dài. Để ứng phó cơn bão số 10 mới đây tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai bàn phương án ứng phó bão Goni, cơn bão số 10. Theo cơ quan dự báo, bão số 10 đã giảm cấp sau khi quét qua Philippines. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung nước ta vào ngày 5 tháng 11 với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9. Tuy dự báo bão không mạnh nhưng sẽ có mưa nhiều do hoàn lưu bão trên phạm vi rộng, bao gồm các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Có nơi mưa tới 300ml một đợt. Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động mọi phương án ứng phó bão, không vì dự báo bão không mạnh mà chủ quan. Phải triển khai đồng thời các công việc vừa khắc phục hậu quả bão số 9, vừa sẵn sàng ứng phó bão số 10, đặc biệt là mưa do hoàn lưu bão tại các tỉnh miền Trung từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines vừa cho biết sẽ khai thác trở lại các đường bay nội địa trong tháng 10, bao gồm Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Phú Quốc, Hải Phòng, Phú Quốc. Trước đó, Vietnam Airlines đã khai thác trở lại 6 đường bay, nâng tổng cộng 9 đường bay nội địa được khôi phục lại trong tháng 10. Theo đó, đường bay Thanh Hóa - Buôn Mê Thuột và đường bay Đà Lạt - Phú Quốc sẽ được khai thác trở lại với tần suất 3 chuyến khứ hồi một tuần. Riêng đường bay Hải Phòng - Phú Quốc sẽ có tần suất 4 chuyến khứ hồi một tuần. Vietnam Airlines cho biết thêm, sau khi dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt tại Việt Nam, số lượng khách đi lại bằng đường hàng không đã nhanh chóng phục hồi. Thời gian tới, hãng sẽ nghiên cứu khả năng khai thác trở lại các đường bay nội địa khác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đã 3 ngày sau mưa lũ, trong khi một số vùng xung quanh nước đã bắt đầu rút, thì hiện tại hàng chục trường học trên địa bàn huyện Thanh Chương, Nam Đàn và Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An, nước vẫn ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Toàn bộ đồ dùng, đồ chơi của nhà trường đến nay vẫn ngập trong nước lũ. Với một số trường học, nước đã rút dần thì tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường để sớm đón học sinh trở lại trường vào cuối tuần sau. Xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nước vẫn ngập sâu gần 2 mét. Gần như tất cả các con đường ngõ vào nhà dân đều phải di chuyển bằng thuyền. Học sinh nơi đây đã nghỉ học từ thứ năm tuần trước đến nay, và nếu thời tiết thuận lợi đến giữa hoặc cuối tuần tới, hai con của anh Võ Văn Trương và những học sinh nơi đây mới có thể đi học trở lại. Nhưng mà cái đến 5-6 năm thì chứ mình có rừng lên lượt quay lại thì. Thì các cháu thì nghỉ học 4 ngày thôi. Là vì các cháu nhà anh thì không đi được vì nước ngập nữa rồi thì không an toàn. Còn tại trường trung học cơ sở Trung Phúc Cường, dù không ngập sâu như vùng dân cư nhưng nước vẫn ngập dần. Cũng như nhiều trường học vùng rốn lũ của Nam Đàn vẫn chưa thể dạy học trở lại. Trong những ngày qua thì được lên ngập trường. Và với cái tinh thần đó thì nhà trường đã cắt cử cán bộ giáo viên trực 24/24. Và theo phương châm là được đến đâu thì cái cơ sở vật chất lên đến đó. Thì hiện nay toàn bộ cái hệ thống cơ sở vật chất của tầng 1 là được lên tầng 2. Và chúng tôi đảm bảo 100% là cơ sở vật chất là an toàn. Cơ bản là 95% các trường học trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục học tập. Chỉ còn một số trường là hiện nay còn ngập thì chúng tôi đang tiến hành chỉ đạo khi nước rút thì tiếp tục tổng dọn vệ sinh và bố trí để cho các em đi học. Cái cơ bản nhất là phải đảm bảo an toàn cho học sinh.
Cũng như Nam Đàn, Thanh Chương là huyện có nhiều trường học bị ngập và thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ những ngày qua. Thiệt hại về cơ sở vật chất ước tính hơn 900 triệu đồng. Theo thống kê, đến ngày mai vẫn còn 60 trường trên tổng số 116 trường học ở Thanh Chương vẫn chưa thể dạy học trở lại. Ở giờ sắn là khoảng 1 mét, hơn 1 mét. Ở trên thì ngang mặt cả. Còn ở giờ sắn đang hơn 1 mét nữa. Sắn sâu cho nên là cái vùng này là vùng trũng thấp cho nên là cũng chưa biết được cái ngày cụ thể. Mưa lũ khiến hàng chục điểm trường, trường học trong tỉnh Nghệ An, nhất là các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên bị ngập lụt. Hơn 1.000 mét vuông tường rào bị đổ sập, nhiều phòng học, thiết bị, đồ dùng bị hư hỏng, thiệt hại về vật chất là rất lớn. Nhưng với phương châm, nước rút đến đâu làm vệ sinh trường học đến đó, các trường học đang nỗ lực khắc phục để sớm đón học sinh trở lại trong thời gian sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp trên thế giới, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng dương, là điểm sáng đóng góp của khu vực kinh tế trong nước. Đặc biệt tính chung 10 tháng, xuất siêu tiếp tục lập kỷ lục. Thặng dư thương mại trong 10 tháng ước đạt 18,72 tỷ đô la Mỹ, riêng trong tháng 10 ước tính xuất siêu 2,2 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, con số xuất siêu 9,9 tỷ đô la Mỹ của năm 2019 đã là mức cao nhất trong 4 năm liên tiếp xuất siêu của Việt Nam. Trong tháng 10, có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ. Bộ Công Thương dự báo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thời gian cuối năm sẽ tăng trưởng khả quan hơn so với trước đó, sau khi nhiều nước bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và bắt đầu đẩy nhanh quá trình phục hồi, mở cửa và việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA từ ngày 1 tháng 8. Sau khi suy giảm mạnh vào quý 2 năm 2020, từ quý 3 năm 2020, tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp trong ngành giày dép đang dần phục hồi. Một số doanh nghiệp trong ngành da giày đã có đơn hàng sản xuất đến hết năm và bắt đầu tuyển dụng lao động trở lại. Đáng chú ý, sau hơn 2 tháng thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EFTA, giày dép là mặt hàng nằm trong danh mục các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có những chuyển biến tích cực nhất về xuất khẩu. Tuy nhiên, đơn hàng dù đã quay trở lại nhưng chưa nhiều do các nhà nhập khẩu còn thận trọng, sức mua của thị trường còn yếu do thị trường nhập khẩu chính mặt hàng da giày của Việt Nam vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Do đó, mục tiêu xuất khẩu da giày năm 2020 được dự báo không thể chạm tới con số 24 tỷ đô la Mỹ đặt ra. Giá thịt lợn hơi trên địa bàn cả nước tăng mạnh trở lại. Tại miền Bắc, hiện thịt lợn hơi đang được các thương lái thu mua trong khoảng 68-73.000 đồng 1 kg, tăng 2.000-10.000 đồng 1 kg so với tuần trước. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá thịt lợn hơi thu mua trong khoảng 67-74.000 đồng 1 kg, tăng 1-5.000 đồng 1 kg so với tuần trước. Giá thịt lợn hơi tại miền Nam cao nhất trong cả nước, giao động 73-79.000 đồng 1 kg, tăng 1-5.000 đồng 1 kg so với tuần trước. Theo các chủ trang trại, giá tăng là do bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát trở lại ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Cùng với đó, nhu cầu tiêu dùng thịt lợn vào các tháng cuối năm tăng cao. Việc hình thành các cụm công nghiệp sẽ góp phần quan trọng trong thúc đẩy thu hút các dự án vào địa bàn, nhất là với các dự án nhỏ ở các huyện khu Nam của tỉnh. Đây cũng là nhằm thực hiện một trong những khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Với mục tiêu mỗi huyện có từ 5 đến 7 cụm công nghiệp trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, tỉnh Hưng Yên đã và đang có những chính sách ưu đãi để mời gọi các nhà đầu tư vào địa bàn, trong đó có hỗ trợ làm đường giao thông, hệ thống thoát nước, xử lý rác thải. Toàn tỉnh quy hoạch 59 cụm công nghiệp, đến nay đã có 16 cụm công nghiệp được thành lập, trong đó tập trung nhiều ở huyện Ân Thi, Kim Động, với mỗi huyện từ 3 đến 4 cụm công nghiệp đã được phê duyệt gắn với quy hoạch vùng của huyện. Nhìn chung, các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp khi có quyết định thành lập đều đẩy nhanh tiến độ các bước để triển khai. Quá trình đầu tư thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng sự tin tưởng của chúng tôi là có cơ sở. Và cụ thể là cái dự án của chúng tôi là triển khai được rất nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng là chúng tôi đã có được quyết định chủ trương đầu tư kèm theo phê duyệt cái quy hoạch 1/500. Đấy là sự cố gắng của doanh nghiệp cũng như các sự hỗ trợ của các lãnh đạo của tỉnh, các ban ngành.
Giờ đây, khi mà lợi thế về giao thông và địa lý đang dần bão hòa với các địa phương, nhất là các tỉnh đồng bằng sông Hồng, thì nhà đầu tư rất mong chờ vào các chủ trương, chính sách của tỉnh để hỗ trợ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Trong đó có vấn đề giải phóng mặt bằng, làm đường gom và vận dụng chính sách để các sở ngành chức năng và các huyện thị xã, thành phố tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chung tay hỗ trợ doanh nghiệp làm hạ tầng cụm công nghiệp. Mỗi huyện thì đã mời gọi một số các nhà đầu tư về, thì công thương cũng đã phối hợp các ngành thẩm định hồ sơ đăng ký các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật để trình Ủy ban tỉnh tiếp tục nghiên cứu để tiếp nhận các nhà đầu tư về đầu tư cái hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bình quân một cụm công nghiệp có diện tích khoảng 60 ha. Nếu thuận lợi, các nhà đầu tư chỉ triển khai trong vòng một năm sẽ hoàn thiện hạ tầng. Đây sẽ là lực hút rất lớn để đón làn sóng đầu tư của nước ngoài chuyển dịch từ Trung Quốc sang khi dịch COVID-19 đang ổn định ở châu Á. Vì vậy, phát triển cụm công nghiệp là một chủ trương lớn đòi hỏi sự vào cuộc của các ngành chức năng, các địa phương và nỗ lực của nhà đầu tư hạ tầng. Điện Biên hiện có trên 400.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 42%. Thời gian qua, chủ trương đẩy mạnh phát triển trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ cùng với phát triển các mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng đã không chỉ tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho hộ dân mà còn là giải pháp giúp giữ rừng bền vững ở Điện Biên. Trồng thảo quả dưới tán rừng là mô hình được người dân ở năm bản của xã Tênh Phong, huyện Tuần Giáo áp dụng thành công. Trước đây cây thảo quả được trồng tự phát, nhưng gần 15 năm trở lại đây, diện tích trồng thảo quả ở Tênh Phong đã không ngừng được mở rộng. Đến nay cả xã đã có hơn 80 ha, mang lại nguồn thu nhập từ 10 đến 60 triệu đồng mỗi năm, tùy theo diện tích của mỗi nhà. Thì cái lợi ích đầu tiên là bà con có tinh thần trách nhiệm là bảo vệ rừng tốt. Cái thứ hai là từ những cái dược liệu, những cái cây đấy là tăng thu nhập cho bà con. Đấy là làm cho bà con cảm thấy tăng thêm cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng. Mình phải rõ là mình sống gắn bó với rừng, phải tận dụng những cái lợi thế từ rừng. Tại huyện biên giới Nậm Pồ, để nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng, năm 2015, huyện đã triển khai mô hình trồng thử nghiệm 2 ha cây sa nhân xanh dưới tán rừng. Đến nay diện tích trồng sa nhân của huyện đã tăng lên 30 ha. Giúp hộ trồng sa nhân có thêm thu nhập từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thì gia đình tôi đã trồng thí điểm thử là 2.000 cây, nên nó có cái khả thi phát triển rất tốt. Nên là gia đình mới có thể tiến tới là sẽ nhân thêm cái mô hình hiệu quả hơn. Cùng với việc phát triển mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng, tỉnh Điện Biên cũng tập trung trồng rừng và định hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên đã trồng mới gần 4.300 ha rừng. Việc trồng rừng sản xuất cũng đã làm thay đổi tư duy phát triển kinh tế lâm nghiệp của người dân, khuyến khích người dân đầu tư kinh phí và công sức để mở rộng diện tích trồng rừng. Thưa quý vị và các bạn, những video ăn thịt cá sống theo cách man dợ đang tràn lan trên mạng xã hội có thể tiềm ẩn hiểm họa với sức khỏe nếu như được bắt trước. Ngấu nghiến ăn những con cá sống được ngâm lướt qua nước măng chua, ăn gan, uống máu động vật chưa qua chế biến. Đó là những nội dung có thể dễ dàng tìm thấy trong các video về các món ăn độc lạ, hầu hết được đăng tải trên YouTube. Đáng chú ý, đa số các video ăn tươi nuốt sống này đều nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, thì các loại thực phẩm sống luôn tồn tại nhiều vi sinh vật, ký sinh trùng gây hại cho cơ thể. Người sử dụng có thể bị ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng máu, viêm màng não mủ bởi việc ăn thực phẩm chưa qua chế biến, đặc biệt là tiết canh. Việc ăn thực phẩm không qua chế biến còn khiến chúng ta trở thành mục tiêu tấn công của virus viêm gan A, giun sán và nhiều loại ký sinh trùng ngấm ngầm tàn phá cơ thể khác. Những con ốc sống xung quanh núi đá ở phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương mà người dân quen gọi là ốc thuốc đang đứng trước nguy cơ biến mất. Ốc đá ở khu vực quanh núi Lĩnh Đông được gọi là ốc thuốc vì ốc này thường xuyên ăn những cây thuốc quanh núi. Khi ăn vào có thể chữa được những bệnh về tiêu hóa. Hiện nay những con ốc này đang đứng trước nguy cơ biến mất. Trước đây ở các cụ ấy là gọi là ốc khỉ vì con khỉ nó ở trên núi nó hay ăn cái loài ốc này. Đấy, nên người dân sau này mà cứ mỗi một trận mưa tháng 4 và cuối tháng 5 là đi bắt về để khều ra là luộc ăn hay nấu riêu.
ốc này thì nó tốt là cái là vì nó ăn lá lá cây trên trên núi là nó nắm vị thuốc bắc, nó ăn nó thơm. Đây là loại ốc sống hoàn toàn trong tự nhiên. Để bắt được ốc, người dân phải vào sâu trong núi tìm ở những khe đá, lùm cây rậm. Nếu như trước đây sau những trận mưa người dân có thể nhặt được vài kg thì nay đi cả ngày có khi chỉ nhặt được số lượng ốc đếm trên đầu ngón tay. Đến bây giờ thì cái lượng ấy không còn nhiều. Vẫn còn, dọc cái tuyến núi vẫn còn. Về môi trường vẫn đảm bảo, không ảnh hưởng gì việc cản trở việc ốc sinh sôi sẽ là chủ điều khai thác của con người là tự do, cho nên là cái khai thác người khôn khổ khó. Các anh biết rồi, cho nên là chính vì vậy là cái nguồn ốc này giờ là hiếm. So với ốc thị trường thì người ta đang lấy giá này, ốc này có trị giá đắt gấp đôi. Để bảo vệ nguồn ốc quý tại đây, chính quyền địa phương cần xây dựng kế hoạch và có phương án bảo tồn loại ốc này. Bên cạnh đó, việc bắt ốc của người dân cũng cần được quản lý chặt chẽ hơn. Tranh chấp việc sử dụng con dấu dự án chung cư 35 tầng thuộc tổng dự án xây dựng sân đỗ máy bay trực thăng phòng chống khủng bố trên nóc nhà cao tầng, công viên cây xanh, chỗ đỗ xe, hạ tầng, nhà ở cán bộ chiến sĩ thuộc các cục nghiệp vụ Bộ Công an tại Tứ Kỳ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội do công ty cổ phần CT Việt Nam làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc xảy ra tranh chấp con dấu của công ty do bị một số cá nhân chiếm đoạt trái phép đã dẫn đến những thiệt hại về kinh tế, những hệ lụy chưa thể tính đến đối với khách hàng mua chung cư và các bên liên quan. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đang là người đại diện trước pháp luật của công ty cổ phần quốc tế City Việt Nam cho biết, ngày 13 tháng 12 năm 2016, công ty đã có đơn trình báo gửi công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội về việc con dấu của công ty đã bị chiếm đoạt và mang ra khỏi công ty. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 4 năm 2017, tại văn bản của Công an phường Hoàng Liệt có phê duyệt của trưởng Công an phường thời điểm đó là Thượng tá Nguyễn Văn Thái ký với nội dung. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2016, Công an phường đã tiếp nhận và giải quyết sự việc tranh chấp liên quan đến con dấu của công ty CT Việt Nam. Đến ngày 17 tháng 12 năm 2016, Công an phường đã trao trả con dấu trên cho ông Trương Đức Muôn, giám đốc công ty, có sự chứng kiến của ông Phạm Văn Thành, trưởng phòng của công ty. Nhưng cho đến nay, việc xử lý những người chiếm đoạt con dấu vẫn chưa được giải quyết, xử lý dứt điểm. Và cũng theo người đại diện pháp luật của công ty City Việt Nam, thì đến nay, công ty vẫn chưa thể sử dụng con dấu vì những người thực hiện chiếm giữ con dấu đã có đơn xin nghỉ việc tại công ty và đã được công ty cho nghỉ việc. Phóng viên đã tới công an phường Hoàng Liệt để tìm hiểu thêm về sự việc. Tuy nhiên, trưởng công an phường Hoàng Liệt hiện nay là đại úy Đinh Văn Cường đã từ chối trả lời phỏng vấn và cho biết vụ việc đang được điều tra xử lý. Tôi là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam hợp pháp cho đến hiện nay. Hiện tại là công ty đang bị chiếm đoạt con dấu. Bắt đầu từ năm 2016 cho đến nay là một số đối tượng đã chiếm đoạt con dấu và đóng vào những văn bản mà do công ty không phát hành. Hiện tại công ty đang bị cưỡng chế hóa đơn và đang bị phạt chậm nộp thuế 50 tỷ đồng. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến khách hàng và công ty. Các đối tượng chiếm đoạt con dấu của công ty thì đã sử dụng các con dấu đấy để đóng vào những cái ủy nhiệm chi gửi ra ngân hàng MB Bank và đã chiếm đoạt những cái số tiền ở tại ngân hàng đấy. Và về việc đó thì công ty cũng đã có ý kiến và cũng đã gửi rất nhiều văn bản lên hội sở của MB Bank. Theo quy định hiện hành của pháp luật, luật sư Phạm Văn Thuận, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Đông Kinh cho biết. Trước hết thì tôi phải khẳng định với là con dấu thì là tài sản của doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2014. Cái hành vi mà cá nhân mà cướp cái con dấu của doanh nghiệp thì cái hành vi đấy sẽ bị có dấu hiệu là phạm vào cái tội cướp tài sản. Công ty City Việt Nam và cư dân mua chung cư 35 tầng tại Tứ Kỳ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội sẽ phải tiếp tục chờ đợi, chờ sự phán quyết của các cơ quan chức năng cho tới khi nào, đến bao giờ công ty City Việt Nam mới có thể sử dụng được con dấu một cách hợp pháp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cần thiết của doanh nghiệp đối với nhà nước. Đến bao giờ những cư dân mua chung cư mới được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Tất cả đang là những bức xúc rất cần các cơ quan chức năng trả lời. Và đâu là góc khuất trong sự việc hy hữu này? Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới bạn đọc trong những phóng sự tiếp theo.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành